Xin chào các bạn, tôi đang mặc trên mình là chiếc áo của Trùm Cuối, một mẫu áo mới, áo mi, cầm mồm và lấy tiền của tao. Phải nói với các bạn là mặc áo của Trùm Cuối thì như vua mặc lăng bào, người mù nhìn vào còn thấy chói mắt. Mặc ra ngoài đường, trời đang nắng gắt, phải đổ mưa. Đặc biệt tháng này chúng tôi có đại khuyến mãi nhá. Tức là sao? Tức là mỗi đơn hàng trên 500.000 sẽ được tặng ngẫu nhiên một áo thun, thêm vào đó là được free ship và hoàn xu, không mua lấy phí. Link mua hàng ở phần mô tả ở bình luận. Người da trắng giả làm người da đen người ta gọi là cống hiến vì nghệ thuật. Người da đen giả làm người da trắng thì người ta gọi là xúc phạm nguyên tắc. Con gái giả làm con trai được gọi là cun ngầu, cá tính. Con trai giả làm con gái thì bị gọi là thằng đàn bà. Vậy nếu chúng ta kết hợp combo trai da đen giả làm gái da trắng thì sao? Ý tôi là phim White Chick, những cô nàng da trắng. Cùng theo chân Kevin và Marcus, hai điệp viên FBI có tiếng trong việc ăn hại. Trên hành trình chứng minh mình không ăn hại đến thế bằng cách làm thêm nhiều việc ăn hại hơn, nhưng lại vô tình không ăn hại. Trong một nhiệm vụ mà họ phải làm hai đứa con gái da trắng mà không bị phát hiện. Bộ phim bắt đầu ở một tiệm kem. Kevin và Marcus nhận được thông tin có một vụ trao đổi ma túy ở đây. Hai người đóng giả làm chủ cửa hàng đợi sẵn. Giao kem chú ơi. Giao kem mà cháu. Kem chú ạ. Bạn ơi, có cháu giao kem này. Kem mà cháu. Kem chú ạ. Biết mình đã vớ đúng đối tượng, Kevin và Marcus mang số tiền đã chuẩn bị ra và một tinh thần sắp sửa được thăng chức tại FBI vì phá được vụ án lớn. Hai bên lao vào xô sát, tên giao kem bị bắt. Nhưng kem này vị nó lạ lắm, nó lại có vị kem. Thế thì Mai Thúy đâu? Mai Thúy hàng real giờ mới tới. Hai bên bắn nhau bùm chiếu, bắn chán thì một bên trốn một bên chạy. Bọn giao hàng cứ thế rứt áo ra đi. Sếp tổng khiển trách hai người, may là chưa đuổi cổ. Vì không ai mượn hai bố này đi bắt vụ này cả, mà do hai bố tự muốn thể hiện bản thân, tìm đường thăng tiến. Và đây cũng không phải lần đầu Kevin và Marcus làm chuyện này. Tưởng xanh xứ thế nào, hai người cũng chỉ là trò hề trong mắt đồng nghiệp. Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi mà hầu hết thời gian là lau dọn tiệm kem, Marcus tiếp tục nhận lời chỉ trích từ người vợ hay ghen tuông vì dám về nhà lúc 8 giờ tối trong khi tan ca làm từ lúc 7 giờ 50. Marcus mệt mỏi lắm rồi nên anh quyết định đi ngủ và sẵn sàng cho một ngày làm việc ăn hại tiếp theo. FBI nhận được một vụ mới. Hai chị em nhà Wilson, một gia tộc danh tiếng trên đất Mỹ, trở thành mục tiêu của một tên bắt cóc tống tiền tên là Ted Burton, một doanh nhân lừa đảo đã từng đi tù và mất hết tài sản, nhưng nay đã đá sang mảng bắt cóc để tống tiền. FBI được lệnh bảo vệ nhị vị tiểu thư vì họ sắp đến đây tham dự tuần lễ thời trang. Trong khi họ muốn an toàn thì ở mẹ nhà cho xong. Trách nhiệm được đánh giá là khá nặng nề. Nặng nề nhất là phải đưa đi đón về hai con mẹ này. Kevin và Marcus được tin tưởng giao nhiệm vụ vì các đặc vụ khác lười. Kevin không hài lòng, anh muốn được hành động, đánh nhau các thứ chứ không phải là làm tài xế cho gái. Marcus thì vợ con rồi nên cũng không máu lắm. Anh chỉ muốn làm cho nhanh việc rồi về nghe vợ chửi tiếp. Kevin và Marcus chở hai cô gái về khách sạn. Họ đến đây lần này để có cơ hội lên trang nhất của tạp chí Hampton. Để có cơ hội đó thì họ bị bắt cóc cũng mặc kệ. Trên xe cứ mải buôn dưa lê bán hạt điều mà không để ý con chó nhảy mẹ ra ngoài. Chiếc xe lao vào bụi rậm, tặng cho hai chị em Wilson mỗi người một vết xước trên mặt. Hai chị em xước có tí mà như chết đi sống lại. Có gì đâu, xước có tí thôi mà. Tí á? Vết này chắc phải to bằng nửa cái châu Phi mất. Tôi đang cảm thấy có mấy con vật đang I like to move it chạy trên sống mũi rồi này. Chị em Wilson muốn làm to chuyện, dọa sẽ kiện Kevin và Marcus và đuổi việc hai người. Mẹ con điên, có cái vết sẹo to bằng hòn dái này mà. Hòn dái The Rock à mẹ mày. Tình huống giờ tiến thoái lưỡng nan, lôi hai con mẹ này đi cũng không được, mà vất ở lại thì cũng không xong. Kevin nảy ra một ý tưởng táo bạo nhất mà không một người da màu nào có thể nghĩ ra. Giả làm người da trắng và giả gái luôn cho nó cẩn thận. Marcus có vẻ đồng tình, nếu mà không làm thì anh sẽ mất việc, mà mất việc thì mụ vợ ở nhà sẽ cứa dao vào tuyến tiền liệt của anh. Kevin bèn liên hệ một người bạn chuyên làm filter trên mạng giúp đỡ. Họ biến hai người đàn ông lực lưỡng da màu thành hai con mẹ da trắng bánh bèo mà không cần bất kỳ bác sĩ tâm lý nào. Kevin và Marcus xuất hiện trong bộ dạng mới. Kevin trong vai Brittany và Marcus trong vai Tiffany, hóa trang như hóa trang. Hai người tiến vào sảnh như Colombo tìm thấy châu Mỹ, khẳng định vị thế của hai người nổi tiếng. Nhưng mà hai chị cho em xem chứng minh. Chứng minh nào? Mặt tao là chứng minh như này. Thích láo không? Biết sức mạnh của tư bản không? Tao kiện thấy bà nội mày luôn. Sếp tổng phải đến giải vây. Thế là hai người dễ dàng qua mặt được các đồng nghiệp FBI. Nhưng đó là con mắt ngu muội của đám đàn ông. Họ va phải bộ ba bạn thân của chị em Wilson là Karen, Lisa và Tori. Gặp chị em phụ nữ khả năng cao hai người sẽ không qua mắt được họ. Trông hai cô khác lắm. Trông này mà bảo khác, nó là khác vãi lìn, khác hệ điều hành luôn. Các cô cao hơn à? Chúng tôi kéo chân. Các cô gái dẫn hai người vào tiệc của tạp chí Hampton, nơi họ gặp kẻ thù truyền kiếp, kỳ phùng địch thủ của chị em Wilson trên các bìa tạp chí. Chị em sinh đôi Heather và Megan, con gái của chủ tịch Vandergel, người tổ chức toàn bộ tuần lễ nghỉ dưỡng này. Hội chị em va mặt nhau, họ làm điều mà bất kỳ chị em nào ghét nhau khi gặp nhau sẽ làm. Võ mồm thật nhiều. Mặt hai đứa mày như kiểu silicone được nhựa Tiền Phong tài trợ, còn hai đứa mày trông như clip chết view của fake taxi. Con mẹ mày. Mày thích nói về mẹ không? Colombo không tìm ra châu Mỹ, ông mới tìm ra mẹ mày. Ông Vandergel phải đến giải vây cho cuộc cãi vã.
Ông mời hai chị em nhà Wilson đến bữa tiệc trắng do mình tổ chức và rời đi cùng hai cô con gái. Hành động solo mõm đôi của chị em Wilson với chị em nhà Vandergel khiến bộ ba bạn thân vô cùng thích thú và hoàn toàn không mảy may nghi ngờ gì. Cứ tưởng là nhiệm vụ này suôn sẻ thôi, thì Kevin lại có tình ý với cô nhà báo tên Dennis. Giả BD chơi với gái là xưa lắm rồi, bây giờ phải giả gái luôn cho cẩn thận. Kevin nhờ thân phận Brittany tiếp cận được Dennis và bắt đầu tìm hiểu về cô. Marcus cũng gặp rắc rối lớn hơn, anh bị Latrell, một cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng chú ý. Nhìn đi người anh em, đây là cô gái da trắng với cái mông da đen nhất tôi từng biết ấy. Anh tiếp cận Marcus và dĩ nhiên bị Marcus cho một vé lướt. Nhưng đầu mấy thằng yêu đơn phương luôn nghĩ người mình thích bật đèn xanh với mình, nên Latrell không dễ dàng từ bỏ như vậy. Kevin và Marcus hội ngộ với hội ba chị em và được họ dẫn đi mua sắm để chuẩn bị cho buổi gây quỹ từ thiện tối nay. Dần dần hai người trở nên thân thiết với hội chị em. Kevin và Marcus dần hiểu thêm về con người của họ. Tori là người trông thọt nhất nhóm nhưng không ích kỷ mà quan tâm đến bạn bè. Lisa là người có body ngon, nhảy đẹp, ban nhạc nổi nhất nhì quả đất nhưng thường hay tự ti về bản thân. Karen có mối quan hệ tình cảm với bạn trai của Heather và cô luôn mặc cảm rằng mình không thể chiếm được trái tim của chàng. Tối hôm đó tại bữa tiệc gây quỹ, Kevin lại tiếp tục có cơ hội cưa cẩm Dennis. Cô nói cô thích những chàng trai giàu có và chắc chắn không phải một anh trai giả gái. Marcus tiếp tục gặp rắc rối khi anh bị gọi lên đấu giá đi hẹn hò với các đại gia để gây quỹ. Dù Kevin đã cố gắng nâng giá lên cao, nhưng không gì có thể ngăn cản được con thú trong người Latrell. Marcus bắt đầu lo lắng về vài cái lỗ trên cơ thể mình. Anh đã bắt đầu mệt mỏi với công việc đóng giả làm dân da trắng. Nó thượng đẳng quá anh không quen. Vợ anh cũng bắt đầu nghi ngờ về việc anh làm, vì anh vừa tiêu 4.000 đô lúc shopping bằng thẻ của vợ. Kevin thì cứ bình chân như vậy. Anh khẳng định đến bữa tiệc trắng, mọi việc sẽ được phanh phui, hai người họ sẽ là người hùng. Nhưng anh nói thế chỉ để có thêm thời gian để cưa cẩm Dennis. Ngày hôm sau, Kevin cùng Marcus làm cỏ mồi, dụ Latrell đến để anh hack đồ của Latrell và giả vờ là anh ta. Latrell là cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng đến mức cô phóng viên này không biết mặt anh ta như nào. Không lòng vòng anh như Hải Phòng, Kevin rủ luôn Dennis đi hẹn hò. Và một chú chim đen nổi tiếng với nhà lầu xe sang thu nhập 100k đô một tuần khó mà khiến Dennis từ chối. Trong lúc Marcus phải đối phó với chú bò hứng tình Latrell, Kevin lại được đi hẹn hò. Anh còn nhờ Marcus cầm chân Latrell để anh có thể mượn xe vào nhà của Latrell để flex với Dennis. Dù gặp một vài sự cố khiến Dennis nghi ngờ độ giàu của Latrell, nhưng mà cái nhà to thế này thì mần tí cũng có sao đâu. Hai người dần trở nên thân mật. Kevin moi được nhiều thông tin quan trọng từ Dennis. Chad Burton có dính líu đến ông Vandergel, người tổ chức bữa tiệc sắp tới. Trong khi đó bên kia chiến tuyến, Marcus cố tỏ ra mình là một nữ tiểu thư thủy mị nên na, một người biết tôn trọng đồ ăn, không để lại đồ thừa. Một cô gái da trắng phúc hậu với chiếc bụng đói của một ông da đen. Latrell cũng có phần bủn rủn chân tay, nhưng khi nghe Marcus nói về phong độ thi đấu của anh và những câu chuyện bên lề của cuộc đời mình, Latrell lại càng thấy yêu Marcus hơn. Marcus sợ quá phải gọi Kevin đến giải cứu. Hai người sau đó đi quẩy bar cùng hội chị em. Tại đây, Karen cố cưa cẩm bạn trai của Heather và hội chị em quay ra dance battle. Hội của Karen thua, nhưng Kevin và Marcus cho mày biết là ai mới ngầu, biết thế nào là street dance. Hội chị em phát điên vì những pha ke đầu cắt kéo, nhưng Karen vẫn không chiếm được trái tim chàng. Cô buồn bã khóc lóc trong nhà vệ sinh, vô tình tiết lộ cho Kevin và Marcus biết ông Vandergel thực ra đã phá sản. Điều này khiến Kevin và Marcus chắc cốp Vandergel chính là kẻ đứng sau mọi chuyện. Nhờ vụ ba sàn bùng nổ, chị em Wilson được đưa lên mặt báo và vụ hóa trang đã bị bại lộ. Hai chị em Wilson thật đến khách sạn để tìm hiểu và gặp phải hai đặc vụ FBI đồng nghiệp của Kevin và Marcus. Hai người này đã có sự nghi ngờ chị em Wilson do Kevin và Marcus đóng giả từ trước. Và sau khi khám xét phòng của Kevin và Marcus, họ đã biết chị em Wilson kia là giả danh. Nhưng mà chị em Wilson này lại là hàng real còn nguyên siêu. Hai ông FBI mang chị em Wilson lên trình diện sếp bằng những tác vụ chuyên nghiệp của FBI như giật tóc, lột áo, tụt váy. Sếp dần hiểu ra mọi chuyện. Ông lên phòng của Kevin và Marcus và khiển trách hai người vì họ mà ông đã được xem mông với ngực của chị em Wilson và cái giá là đuổi cổ hai nhân viên giỏi nhất của sở. Và thêm hai nhân viên đần nhất sở là Kevin và Marcus nữa, vì không còn điều gì cần họ làm ở đây nữa. Chad Burton đã bị bắt, nhưng Chad không phải mục tiêu thật. Thế mục tiêu thật ở đây là gì? Thử thách 24 giờ làm con gái không bị phát hiện à? Không thuyết phục được sếp, Kevin rủ Marcus tự điều tra luôn. Marcus có chút lưỡng lự, anh không những mất việc, anh còn bị vợ bắt gặp đang cùng Kevin trong hình dạng con gái, nên khả năng mất luôn cả vợ. Sau vài lời khuyên của Kevin, một người bạn chí cốt hơn trăm người bạn tốt, họ quyết định sẽ tự tay bắt Vandergel, không quên rủ thêm hai người đồng nghiệp cũ cho nó thêm phần ăn hại. Và bữa tiệc trắng bắt đầu. Kevin và Marcus tiếp tục giả làm chị em Wilson và tham gia buổi lễ thời trang. Chị em Wilson hàng real cũng xuất hiện. Vandergel bắt đầu thực hiện kế hoạch. Ông ta bắt cóc chị em Wilson, nhưng lại nhặt nhầm mỗi bên một tí. Kevin phát hiện ra, anh lao vào đánh bọn bắt cóc, trong đó có bạn trai của Heather. Vandergel cũng lòi đuôi chuột, hắn ta lôi chị em Wilson đi và làm lộ tẩy mọi chuyện. Ông ta đã phá sản từ lâu rồi và phải đi bắt cóc tống tiền để kiếm thêm thu nhập. Dennis vô tình quay phim hắn ta, Vandergel bắn cô,
Kevin lao ra đỡ. Van der Gel quay sang bắn Marcus, Latrell lao ra đỡ. Đại hội đỡ đạn hộ kết thúc. Khi Kevin bắn gục Van der Gel, Marcus tiết lộ với Latrell mình không phải con gái. Da trắng? Có ai nói cho thằng da màu này biết đây là tiệc trắng không? Kevin bại lộ chuyện mình không giàu có, nhưng vẫn được Dennis trao cơ hội hẹn hò vì anh đã đỡ đạn cho cô. Vợ Marcus biết chồng mình không phản bội, sếp vui mừng vì mấy anh nhân viên của mình đã biết làm điều đúng đắn. Latrell hạnh phúc với chị em Wilson hàng real. Hội chị em mừng vì kết nạp được hội anh em mới. Tôi mừng vì phim cuối cùng cũng hết. Phim xàm vai cả lìn. Tôi còn quạ. Xin chào và hẹn gặp lại.